Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ con kính lễ sư ạ. Dạ con kính là lễ sư ạ. Rồi xin chào. Dạ con kính là lễ sư. Dạ con thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. À. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic và trang nghiêm thân khổ ý, cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Con xin được thay mặt lớp học tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Sakge kame charube girisikharatate chantalikhe vimane diberate chagame taruvanagahane gehavathom hikhete phom ma cha dan tu de wa cha la tha la vi sa me sắc kha gan tha ba na ga ti tan ta sang ti ke yang Muni vara vachanang sa tha vo me sunan tu dhamma savana kalo ajam padanta dhamma savana kalo ajam padanta dhamma savana kalo ajam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyambi Buddhang saranang gacchami Dutiyambi Dhammang saranang gacchami Dutiyambi Sanghang saranang gacchami Tatiyambi Buddhang saranang gacchami Tatiyambi Dhammang saranang gacchami Tatiyambi Sanghang saranang gacchami Itibiso bhagava arahang samma sambuddho Vicca charana sambano sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanang
Buddho Bhagavati Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sakcha vakche na hotu me chada mangalang Uttamang ghe na wande hang bada bang sung varuttamang Buddhe yo khalito do so Buddho khamatutang mamang Svākhāto bhagavata dhammo saṅdhittiko akāliko ehipāsiko obanasiko bhacchattaṃ veditappo viññūhīti Nāti me saranaṃ añyaṃ dhammo me saranaṃ varaṃ etena saccha vacchena hotu me chasa mangalaṃ Uttamaṃ gena vandehaṃ dhammaṃ ca duvidhaṃ varaṃ dhamme yo khalito doso dhammo khamatutaṃ mamaṃ Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyasapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Sasidang chattari purisa yugani atta purisa bhokkala Esa bhagavato savaka sangho ahunayo bahunayo dakkhinayo anccharikaraniyo anuttarang punyakkhettang lokassati Nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saccha vacchena hotu me chada mangalang. Uttamang gena vandehang sanghang chaduvithottamang sangheyo khalito doso sangho khamatutang mamang. Vandami cheti yang sabbang sabbathane supatititang saririkathatu mahabodhing buddharupang sakalang sadang. Sambuddhe atta visancha dvada sancha sahasa kebancha sata sahasa ninamami sirasa ahang te sang thammancha sangkhancha adare nanamami hang Namakaranu phawe na hành tòa sắp bê u bát đa vệ ane ka an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to. Sambuddhe bhañca bhañña sañca ca tu vi sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang. Thammaṃ ca saṅkhaṃ ca ādare na namāmi haṃ namakāranu phāve na haṃ tvā sabbe ubaddhave anekā antarāya bivināsaṃ tu asse sato Sambuddhe na buttarasate atta chattali sasahasa ke visati sata sahasa ninamami sirasa ahang te sang thammaṃ ca saṅkhaṃ ca ādare na namāmi haṃ Namakāranu phāve na haṃ tvā sabbe ubaddhave anekā antarāya bivināsaṃ tu asse sato Sabbe burati mayadi sada satta avera sukhi hontu sabbe burati mayanudi sada satta avera sukhi hontu
Tu sa bê đắc khi na ya di sa ya sát ta a quê ra su khi hồn tu sa bê đắc khi na ya nu di sa ya sát ta a quê ra su khi hồn tu sa bê bách chi ma ya di sa ya sát ta a quê ra su khi hồn tu sa bê bách chi ma ya nu di sa ya sát ta A quê ra su khi hồn tu sa bê u ta ra Gia đi xa gia sát ta A quê ra su khi hồn tu sa bê u ta ra Gia nu đi xa gia sát ta A quê ra su khi hồn tu sa bê u pa ri ma Gia đi xa gia sát ta A quê ra su khi hồn tu sa bê he ti ma Gia đi xa gia sát ta A quê ra su khi hồn tu sa bê sát ta A quê ra hồn tu su khi ta hồn tu ni du kha hồn tu áp gia bách cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du kha hồn tu a rô kha hồn tu sam ba ti hi sa mi chan tu su khi át ta nang ba ri ha rằng tu đúc kha bát ta cha ni đúc kha pha ya bát ta cha ni pha ya so kha bát ta cha ni so kha hồn tu sa bê bi ba ni no Akasatta cha bhummatha devanaga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu sasanang Akasatta cha bhummatha devanaga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu no garu Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu nyatayo Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu banino Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu no sadam idang vatano bunyang asavakkhaya vahang hotu sadhu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào các Phật tử học viên. Dạ, hôm nay thì con xin đảnh lễ sư ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ học phần tâm sở bất thiện tiếp theo, đó là phần bốn tâm sở sân phần. Thank you.
Là hôm trước mình tâm sở bất thiện mình có thể chia ra làm hai hoặc là chia ra làm năm. Thì ở đây mình đang trình bày theo cách chia ra làm năm. Và chúng ta đã học xong phần bốn tâm sở si phần, rồi ba tâm sở tham phần. Hôm nay thì chúng ta học bốn tâm sở sân phần, đôi chất tu cá, chê ta si cá. Tâm sở sân phần gọi là tâm sở sân phần vì các tâm sở này có tâm sở sân dẫn đầu, tức là trong nhóm của nó thì nó có tâm sở sân dẫn đầu. Nó giống như là lúc mà mình học ở tâm sở si phần hoặc là tâm sở tham phần là do tâm sở đó dẫn đầu ở trong nhóm, cho nên người ta gọi theo cái nhóm đó. Thứ hai đó là những tâm sở này nó có trạng thái đó là nóng nảy, khó chịu, không hài lòng đối với cảnh. Thì đó là nói định nghĩa theo cái trạng thái của sân. Rồi thứ ba đó là những tâm sở này đó là phối hợp được với hai tâm sân. Tức là cái trường hợp thứ ba này thì nói theo tâm sở sân phần nó là dạng tâm sở bị cảnh, vì trong 12 tâm bất thiện thì nó chỉ phối hợp được với hai tâm sân và một số tâm sở đi cùng với nó, cho nên người ta mình mới có cái định nghĩa thứ ba này. Như vậy thì ở trong tâm sở sân phần này mình có ba định nghĩa. Thứ nhất gọi là tâm sở sân phần vì tâm sở này đó là có sân dẫn đầu. Thứ hai đó là các tâm sở trong phần sân phần này, bất cứ tâm sở nào thì nó cũng có trạng thái đó là nóng nảy, khó chịu, không hài lòng đối với cảnh. Tức là nó có những trường hợp này xảy ra khi nhóm tâm sở sân phần này sinh khởi. Rồi thứ ba đó là vì các tâm sở bốn tâm sở sân phần này nó chỉ phối hợp được với hai tâm sân, cho nên người ta gọi nó là tâm sở bị cảnh. Đây là bốn tâm sở sân phần. Mình có sân là đô xá, thường là dịch là ganh tị là ý xa, thường dịch đó là sân tật, chữ tật hoặc là ganh tị, chữ ít xa. Rồi bọn sẻn, macchariya, chữ này thì cũng hay được dịch là chữ lận. Rồi thứ ba đó là cucuccha, là hối hay là hối hận. Vậy thì mình đây là bốn tâm sở sân phần. Bây giờ mình tìm hiểu về bốn tâm sở sân phần theo cái pháp thực tính. Thứ nhất đó là trạng thái là làm cho thân. Thứ nhất là xã hữu sân, đô xá chê ta si cá. Trạng thái đó là làm cho thân tâm thô tháo. Thứ hai là phần sự là thiêu đốt cảnh. Thứ ba thành tựu là phạm tội hay tạo ra ác nghiệp. Thứ tư nhân cần thiết là thiếu hiểu biết. Thì ở đây mình thấy tâm sân khi mà nó sân khởi, nó đưa đến hành động bằng thân,
hoặc lời nói là thô thiển, là thô thiển. Thí dụ như là chúng ta để ý, nếu mà trong lúc mà nói chuyện bình thường thì lời nói nó sẽ dễ nghe, hoặc là một người tức là có lợi thế về mặt lời nói, nói nghe giọng nghe rõ, nghe êm dịu, thì mình nghe thêm nữa nó bằng càng thu hút hơn, dễ chịu hơn. Dạ. Nhưng mà nếu mà lời nói đó được phát ra bằng tâm sân á, thì dù cho là lời nói tốt, nhắm đến một mục đích nào đó, nhưng nó vẫn là thô tháo. Nhìn thấy nó thô tháo, nghe nó thô tháo. Dạ. Hoặc là hành động bằng thân, hành động bằng thân. Mặc dù nhiều ở trong người mà có nhiều tâm sân, khi mà hành động thường nhìn thấy, nếu mà có tức là thiên bị sân thì hành động thường nhìn rất là thô tháo. Dạ. Và trường hợp này mình thấy rõ nhất đó là thí dụ như là tâm sân sanh khởi khiến mình đánh đập hoặc là quơ tay quơ chân gì đó, nhìn rất là thô tháo, thì đó là cái trạng thái của tâm sân. Còn về phần sự thì là thiêu đốt cảnh, tức là tâm sân mà nó khi nào nó sanh khởi rồi thì nó muốn là hủy diệt cái cảnh đó, hủy diệt cái cảnh đó. Cho nên ở trong cái cách tu tập theo ở trong bài kinh an trú tâm đó, kinh an trú tâm, Đức Phật ngài có dạy cái cách mà mình diệt trừ tâm bất thiện hay là những bất thiện tâm để nó sanh khởi, trong đó có sân tâm và hại tâm chẳng hạn, mà nó thuộc về tâm sân, thuộc về trạng thái tâm sân. Trong đó có những trường hợp đó là mình phớt lờ nó, mà Đức Phật ngài thí dụ giống như là có cảnh ở phía trước mặt và mình không muốn nhìn cái cảnh đó, bằng cách đó là mình nhắm mắt lại, mình nhắm mắt lại để mình chặn cái tâm bất thiện đó. Dạ. Thì tương tự cái tâm sân khi mà nó sân khởi á, thì nó muốn hủy diệt cái đối tượng, tức là muốn cái cảnh đó sao lập tức là phải bị mất liền. Dạ. Lập tức là phải bị mất liền. Ví dụ chúng ta thấy hai người mà đang gây với nhau đó là sao, một người đó là người nào cũng tìm cách là sao, là tiêu diệt nhau, hoặc là đánh nhau, hoặc sao đuổi người kia phải đi ra khỏi chỗ này. Hoặc nếu mà cảnh thông thường mình không hài lòng, lập tức là sao, mình đi dẹp cái đó liền. Thậm chí ở những trường hợp này chúng ta sẽ để ý thấy rất là vui, cái tâm của con người mình rất là lạ. Thí dụ mình không thích người đó thì bất cứ cái đồ gì của người đó là mình đem dẹp bỏ hết. Thì cái đó cũng là cách cho chúng ta thấy đó là cái phần sự của tâm sân á, khi mà nó sân khởi tức là sao, nó thiêu đốt cái đối tượng, thiêu đốt cảnh, là cái gì mà mình không hài lòng là mình muốn nó biến mất đi, biến mất đi. Rồi nếu mà nó thành tù đó là phạm tội, tạo ra ác nghiệp, cái này là cái nguy hiểm. Cái này là cái nguy hiểm, tức là tâm sân khi mà nó thành thù rồi á, nó sẽ đưa đến cái hành động. Ban đầu thì nó suy nghĩ bằng ý, nhưng mà đến khi mà nó đưa đến cái hành động rồi đó, thì nó sẽ tạo ra cái ác nghiệp bằng thân hoặc là bằng khẩu, bằng thân hoặc bằng khẩu, giống như nói lúc nãy, có thể là nói lời rất là nặng đối với một người mà mình không thích, hoặc là nói lời thô thiển đối với người khác,
hoặc là chửi mắng người khác, đó là về khẩu ác nghiệp. Rồi về thân ác nghiệp rồi sao? Có thể đưa đến đánh đập, giết hại chúng sanh khác hoặc là giết hại người khác. Thì đó là khi tâm sân nó thành tựu. Nhân cần thiết ở đây đó là thiếu hiểu biết. Và thiếu hiểu biết, tại sao ở đây thiếu hiểu biết lại là nhân làm cho tâm sân sanh khởi? Dạ. Tại sao thiếu hiểu biết mà làm cho tâm sân sanh khởi? Ở đây chúng ta thấy ra là thí dụ như là một người nào đã nói xấu mình hoặc là chửi mình, nếu mà mình có suy xét á, suy xét là chắc cái nhân này là mình đã từng tạo, hoặc là chắc là người ta chửi mình chắc nó có cái lý do gì đó thì người ta mới chửi mình, hoặc là do là hiểu lầm gì đó thì chắc người ta mới chửi mình, nói xấu về mình, thí dụ vậy. Nếu mình có sự suy xét như vậy á, thì tâm sân nó không có điều kiện để sanh khởi. Dạ, không có điều kiện để sanh khởi. Còn nếu mình chỉ cần nghe người ta chửi, người ta nói xấu về mình mà mình không có suy xét á, thì lập tức là mình sẽ tìm cách trả thù bằng cách là chửi lại, mắng lại. Cho nên nó tạo điều kiện cho cái tâm sân, cái tâm sân nó sanh khởi, càng sanh khởi nhiều hơn. Trong bài kinh, ví dụ con rắn, ví dụ cái cưa đó, các cái chu có mắt số 8. Trong bài kinh đó thì có nói về nữ gia chủ Vedihika, một người nữ gia chủ hiền thiện đạo đức, tức là được người dân họ tôn trọng và họ đặt cho cái danh xưng là như vậy. Thì trong lúc đó người giúp việc tên là người nữ tỳ Kali nghe người ta khen nữ gia chủ của mình như vậy, cho nên cô mới tìm cách đó là thử coi nữ gia chủ mình có phải là người hiền thiện giống như người ta nói hay không. Thì lúc bây giờ thay vì cô thức dậy sớm làm công việc phải làm giống như mọi khi, thì lúc giờ cô ngủ mà thức dậy trễ. Thì người nữ gia chủ này thấy người giúp việc mà thức dậy trễ thì cô mới đi hỏi thăm, hỏi này Kali tại sao hôm nay thức dậy trễ, có bệnh tật gì không, không khỏe hay là như thế nào đó. Thì cô này có nói là thưa nữ gia chủ, tôi không có gì, tôi chỉ muốn ngủ thêm một chút thôi. Rồi đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì người giúp việc này vẫn thức dậy trễ và vẫn cũng với câu hỏi đó, với câu trả lời đó. Thì đến ngày thứ ba thì người nữ gia chủ này không kiềm chế được và lập tức đó là rút cái then cửa đánh người nữ gia chủ này bể đầu chảy máu. Và từ đó thì cái danh xưng mà gọi là nữ gia chủ hiền thiện đạo đức đó cũng bị mất đi. Dạ. Thì ở trong trường hợp này tôi muốn kể lại câu chuyện này. Ở trong trường hợp đó, nếu mà người nữ gia chủ chịu khó tìm hiểu một tí lý do tại sao mà người giúp việc họ làm như vậy, chỉ cần đặt ra cái câu hỏi lý do tại sao làm như vậy, thì chắc chắn là người nữ gia chủ này sẽ tìm được cái lý do và không có xảy ra trường hợp đó là đánh người giúp việc bẻ đầu chảy máu, rồi làm cho mình mất cái danh xưng là nữ gia chủ hiền thiện đạo đức. Nó giống như là cái câu chuyện của ngài Punnat, ngài Punnat Mantani Puttat, tức là lúc mà ngài xin Đức Phật đi nhập hạ ở xứ Sunaparanta. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài nói là cái người ở xứ Sunaparanta rất là hung dữ,
nếu mà ông đi đến đó đó là họ có thể mắng chửi ông, đánh đập ông bằng gậy, rồi ném ông bằng đất đá, hoặc là thậm chí là họ có thể dùng dao để giết ông. Thì ngài Punna, ngài bạch với Đức Phật đó là cứ mỗi lần Đức Phật ngài đưa ra một trường hợp thì ngài cứ nói, thí dụ như là nếu mà họ chửi ông thì ông phải làm như thế nào. Thì ngài nghĩ, ngài mới nói đó là ngài nghĩ vẫn tốt, họ chỉ chửi thôi mà họ không có đánh đập. Thì Đức Phật hỏi nếu mà họ đánh đập ông thì như thế nào, ông sẽ làm như thế nào? Thì ngài nói là vẫn tốt, vì họ chỉ đánh đập thôi mà họ không có giết. Thì Đức Phật ngài nói nếu mà họ giết ông thì như thế nào? Thì ngài nói là có những người á, họ muốn chết là phải phải tự mình giết. Thì bây giờ thì ngài không cần phải giết mà có người giết ngài. Thì Đức Phật ngài mới nói là sa thú lận thay này Puna, như vậy thì ông có thể đi đến xứ Sunaparanta để ăn cư ở tại đó. Thì cái câu chuyện đó cho mình thấy là, tức là cái cách khéo tác ý của ngài Sunaparanta khi mà cái nghịch cảnh nó đến đối với mình, thay vì để cho tâm sân sân khởi, thì ngài vẫn có cái cách đó, sao làm cho tâm thiện sân khởi. Và lúc đó là ngài vẫn còn phàm phu, vẫn vẫn còn phàm phu. Và cũng chính cái mùa hạ đó đó là cái mùa hạ giúp ngài chứng đắc được thánh quả. Nhân chứng đắc được thánh quả. Thì đó là cũng là một câu chuyện để chúng ta nhớ. Khi mà tâm sân nó sân khởi thì mình tìm cách để mình dập tắt nó, bằng cách đó là suy xét nhiều cái cách khác nhau, nhiều cái cách khác nhau. Thì đó là nhân gần, nó vì nhân gần là thiếu sự hiểu biết làm cho tâm sân sân khởi. Thứ hai đó là nói về tâm sở ganh tị, isama isa chetasika, trạng thái đó là ganh ghét sự thành đạt của người khác, phần sự là khiến các pháp đồng sanh không hoan hỷ với sự thành đạt của người khác, thành tựu là quay lưng với sự thành đạt của người khác, nhân cần thiết đó là có sự thành đạt của người khác. Cái ganh tị này nó thường thường cái ganh tị này nó xảy ra đối với những người có cùng công việc, thí dụ như là giáo viên với giáo viên, kỹ sư với kỹ sư, rồi tức là những người có cùng công việc với nhau, là đồng nghiệp với nhau, thường là tâm ganh tị nó hay sanh khởi trong những trường hợp đó, ngay cả trong người xuất gia với nhau, thường xảy ra ở trong những trường hợp đó. Thì trạng thái của ganh tị ở đây đó là ganh ghét sự thành đạt của người khác, tức là nếu mà người đó mà mình không có thích thì mình khi mà thấy người đó mà thành tựu về một cái phương diện nào đó thì mình đều tỏ ra là không thích. Mặc dù cái sự ganh tị đó có thể là nói ra hoặc là để ở trong tâm, nhưng mà thường là có cái tâm ganh tị đó sanh khởi độ khi mà người mà mình không thích có được sự thành đạt. Tại vì nó giống như nói lúc nãy, sân là sao, trạng thái tâm khó chịu và muốn làm cho cái đối tượng đó là mất đi, muốn hủy diệt đối tượng, thì cái ganh tị nó cũng vậy. Tức là không có muốn cái người mà mình không không thích đó được thành đạt. Rồi phần sự đó là khiến các pháp đồng sanh không hoan hỷ với sự thành đạt của người khác. Các pháp đồng sanh ở đây tức là chỉ cho những tâm và tâm sở sanh khởi với nó, cũng không có quan
không hoan hỷ. À, đối với người mà thành đạt thì đó là phần sự. Thành tựu là quay lưng với sự thành đạt của người khác, tức là không chấp nhận. Dạ, không chấp nhận cái đó là cái thành đạt của người khác. Mà những trường hợp này á, làm cho mình rất là đau khổ. Cái tâm ngân tị mà sanh khởi khi mà nó thành tựu làm cho mình rất là đau khổ. Tức là sao? Tự nhiên cái thành đạt của người ta, mình lại là người ăn không ngon, ngủ không yên. Dạ. Trong khi đó nếu mà cần thiết, nếu mà chúng ta có là người có trí, chỉ cần suy xét là sao? Cái đó là cái phước của người ta, mình muốn cũng không được. À, chỉ với cái suy xét đó là mình có thể dẹp được cái pháp canh tị. Dạ. Tại sao mình cũng làm như vậy mà mình không thành tựu được, mà người khác người ta cũng làm như vậy thì người ta thành tựu được? Ví dụ như là một lọ các sinh viên là những người bạn với nhau ra trường cùng một khoa. À, có người cũng dạy môn đó, nhưng mà hoài 5-10 năm sau là được thành đạt, có địa vị trong xã hội như vậy. Nhưng có người là sao? Vẫn công việc vẫn chụp giật, làm được ngày có ngày không như vậy. Dạ. Thì nếu mình suy xét thì mình sẽ thấy là sao? À, do mỗi một người nó có một cái phước riêng của người ta. Thì khi mà mình suy nghĩ về mỗi một người có một cái phước riêng như vậy, có một cái nghiệp riêng như vậy, thì mình sẽ hoan hỷ, thay ganh tị là sao? Hoan hỷ với cái sự thành đạt của người đó. Và biết đâu cái sự hoan hỷ đó, nó lại tạo điều kiện cho cái thiện nghiệp mà mình đã tạo trước đây nó có điều kiện trổ quả. Thay vì có tâm ganh tị thì lại làm cho cái ác nghiệp của mình có điều kiện trổ quả thêm. Dạ. Thì đó là nói về cái thành tựu. Thứ ba đó là nhân cần thiết là có sự thành đạt của người khác. Thì tại cái ganh tị này á, nếu mà cái người mà mình không thích cái đồng nghiệp của mình, nếu mà không có thành đạt thì nó không có xảy ra cái ganh tị. Dạ, nếu mà bình thường với nhau thì nó không có gì, mà hãy có hơn thua với nhau một tí thì lập tức là cái sự ganh tị này sanh khởi. Dạ, sự ganh tị này sanh khởi. Thì đó là nói về tâm sở ganh tị. Tâm sở ganh tị. Và ở trong đời sống thì cái tâm sở này cũng có điều kiện sanh khởi rất là nhiều, nếu mà chúng ta chịu khó để ý nó. Chỉ cần thấy người ta hơn mình một tí là lập tức là ganh tị nó sanh khởi liền. Chúng ta để ý thì chúng ta mới phát hiện, còn không thì rất khó. Dạ. Tại nếu mà trạng thái mà đến thô thiển thì mình không nói rồi. Dạ. Nhưng mà cái trạng thái mà dạng vi tế sanh khởi thì chúng ta cũng khó mà có thể phát hiện được nếu mà không để ý nó. Thứ ba là bỏng sẻn, Maitariya Chitasika. Trạng thái ở đây đó là giấu kín tài sản của mình. Thứ hai là phần sự là không chấp nhận người khác cộng hưởng tài sản với mình. Thứ ba là thành tựu là từ chối sự san sẻ. Thứ tư đó là nhân cần thiết là có tài sản của mình. Ở đây bọn sẻn, nếu mà chúng ta xem qua thì có vẻ bọn sẻn nó giống như là tâm tham, tức là chấp giữ tài sản, chấp giữ những gì mà mình đã có. Dạ. Nhưng mà vì bọn sẻn được xếp vào tâm sân trong trường hợp này là vì người ta tính theo cái trạng thái mà nó khi mà nó diễn ra. Ví dụ mình có tài sản, có ai đó đến xin mình, hoặc là mình có một cái món đồ nào đó mà ai đó đến xin mình, thì lúc đó cái tâm tham nó không sanh khởi. Mà cái sanh khởi ở đây là gì? Là tâm sân, là khó chịu.
là khó chịu, cho nó không có phải là tâm tham. Dạ, không phải là tâm tham, tức là khi ai đó đến xin lập tức là sao, là ví dụ như là có người bạn mà mình hai người chơi rất thân với nhau, cái mình có món đồ quý mình đem ra khoe, cái người bạn thấy vậy cái mới xin, vừa xin cái là mình thấy cái gì là trạng thái tâm khó chịu sân khởi liền. Trạng thái tâm khó chịu sân khởi liền thì cái trạng thái tâm khó chịu sân khởi lúc đó, đó nó là bọn sẻ, nó là sân, cho nó không phải là tham. Thì người ta dựa trên cái trạng thái đó mà bọn sẻ nó được đưa vào cái tình huống đó là cái tâm sân. Dạ, tức là nó cũng hủy diệt đối tượng. Dạ, hủy diệt đối tượng là vì nhưng mà bị bọn sẻn đó là không có muốn cho người khác, cho nên mới là có trạng thái ở đây đó là cách giấu kín tài sản của mình, rồi có phần sự đó là không chấp nhận người khác cộng hưởng tài sản với mình, tức là không chịu san sẻ, và không chịu san sẻ. Thành tựu là từ chối sự san sẻ. Khi mà bọn sẻ mà nó sanh khởi thành tựu thì họ không chấp nhận cho ai, không có chấp nhận chia sẻ với ai. Nếu mà ai đó mà tới những trường hợp mà bọn sẻ mà nó sanh khởi đó, chúng ta thấy là nó đưa đến là thí dụ như là có một khối tài sản của gia đình để lại, rồi hai anh ba chị em gì đó tranh giành nhau, thậm chí là sao, là cha giết mẹ, mẹ giết con anh giết em giết anh gì lung tung, thì những trường hợp đó là nó cũng xuất phát từ cái bọn sẻn, tức là không có muốn san sẻ những cái mà mình đang có. Rồi nhân cần thiết là có tài sản của mình, tức là phải có cái tài sản hoặc là cái gì đó mà mình thích. Thì cái bọn sẻn này nó mới sanh khởi. Dạ, bọn sẻn này sanh khởi. Thì đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư đó là tâm sở trào hối, tâm sở hối hận hà cố chấp. Ngày xưa này thường là các ngày dịch gọn đó là chữ hối thôi. Trạng thái đó là bức rứt với việc đã qua, phần sự là ân hận với việc đáng làm, không làm, việc không đáng làm, đã làm. Thành tựu là tâm bất an. Nhân cần thiết là thiện sự bị bỏ qua, bất thiện sự lại hành động. Và ở đây trạng thái của tâm sở hối đó là bức rứt với việc đã qua, bức rứt với việc đã qua. Thì thường cái tâm sở hối này nó sanh khởi đó là bức rứt với công việc đã qua. Công việc đã qua này thì ví dụ như là lúc mà các Phật tử mình chưa biết đạo, mình phạm các điều giới như là sát sanh trộm cắp gì đó, rồi sau này thì đến khi mình biết đạo rồi mình mới nhớ lại là trời sao hồi đó mình lại làm như vậy, cái làm cho mình cảm thấy bức rứt, rai rứt, khó chịu. Hoặc là mình biết rồi nhưng mà trong một tình huống nào đó mình không kiềm chế được và mình đã vi phạm, thì khi mà mình vi phạm xong thì mình cảm thấy rai rứt, khó chịu. Dạ, bởi cái việc mà mình đã làm mà cái việc đó là không đáng. Dạ, nhưng mà cái hối trong trường hợp này á thì nó có hai, mình chia ra làm hai.
Một đó là hối hối hận đối với việc ác mà mình đã làm rồi. Và cái trường hợp thứ hai đó, nó cũng xảy ra, đó là hối tiếc đối với việc thiện mà không được làm. Nó xảy ra ở trong hai trường hợp. Như ở trong phần sự có nói nè, phần sự là ân hận đối với việc đáng làm, không làm, việc không đáng làm, đã làm. Ví dụ như là các tử mình đi trên đường, mình gặp chư Tăng đang đi khất thực, ví dụ vậy. Rồi nửa muốn cúng dường, nhưng mà bên cạnh đó sao? Cũng có tâm sanh lên là không có muốn cúng dường. Rồi đi qua đi. Rồi đến khi về nhà xong thì lại thấy tiếc, phải lúc đó mình cúng dường có phước, tại lâu lâu mới gặp chư Tăng đi bát lại, thì giờ vậy. Thì cái tâm đó vẫn là cái tâm rai rứt. Dạ. Nhưng mà tâm rai rứt đó thì nó tốt. Tốt là sao? Tốt là để sao, hoặc là rai rứt đối với những việc ác mà mình đã làm. Và quyết định nó sau này sẽ không làm nữa. Thì cái tâm rai rứt ở trong những trường hợp đó là tâm rai rứt tốt. Rai rứt tốt. Còn rai rứt mà thuộc quyền, nó cũng bất thiện mà nó nguy hiểm ở đây đó là, tức là mình cứ ôm ấp cái đó hoài. Ôm ấp cái đó hoài. Có một số Phật tử đó là, ví dụ như là lỡ vi phạm một cái điều giới nào đó rồi, rồi đã xin sám hối, đã thọ trì giới rồi, là trả lời rồi, nhưng mà tâm vẫn thấy rai rứt với cái điều giới mà mình đã phạm, thì ở trong những trường hợp đó là nguy hiểm. Những trường hợp đó là nguy hiểm. Nguy hiểm là sao? Là vì nếu mà mình cứ ôm ấp cái tâm rai rứt đó, nếu mà trong lúc sắp lâm chung mà mình lại nhớ đến nó, thì cái khả năng mà mình tái sanh ở cõi khổ rất là cao. Nó giống như là trường hợp cái vị tỳ kheo mà thầy Đức Phật Kassapa, rồi con lần đi đường sông mà trong lúc bước xuống thuyền rồi làm đứt cái cọng cỏ lát, với đời sống tu học thời đó là 20.000 năm, mà đến khi sắp lâm chung lại nhớ đến cái vi phạm cái điều vậy đó, và trong lúc mà tâm rai rứt như vậy thì chết sanh vào loài rồng. Dạ. Thì nó có cái rai rứt ở trong trường hợp đó là không có tốt. Cho nên lý do tại sao ở trong Phật giáo Đức Phật ngài vẫn có cái quy định với các vị tỳ kheo đó là khi vi phạm cái điều giới nào đó ngoài trừ các điều giới thuộc về trọng giới, thì các vị tỳ kheo sám hối với nhau, sám hối với nhau để cho giới được thanh tịnh. Dạ. Và các Phật tử đó là mình cũng, mặc dù không có quy định cái sám hối của các Phật tử, nhưng mà mình biết là mình đã vi phạm cái điều giới đó, thì mình có thể, nếu trong lúc mà mình không thể gặp chư Tăng được, thì mình có thể tác ý cố gắng giữ lại cái điều giới đó. Còn nếu có điều kiện gặp chư Tăng thì mình đến chùa gặp chư Tăng, mình xin lại cái điều giới đó. Và như vậy thì giới sẽ thanh tịnh. Giới sẽ được xem là thanh tịnh. Còn nếu trường hợp mà giới, cái điều giới mình vi phạm đó là có liên quan đến nghiệp, tại có những điều giới á, nó không có liên quan đến nghiệp, có những điều giới là nó liên quan đến nghiệp, ví dụ như là giới sát sanh, thì đến khi mình sám hối, mình thọ trì giới trở lại, thì giới được thanh tịnh, nhưng mà cái nghiệp sát sanh đó, nó vẫn cho quả. Ví dụ là vị tỳ kheo phạm điều giới sát sanh, điều giới sát sanh thì vị tỳ kheo sám hối, ngoài trừ là giết người thì phạm bất cung trụ thôi. Còn nếu mà giết ví dụ các loài thú thì chỉ phạm ứng đối trị, rồi các vị tỳ kheo sám hối với nhau thì giới được thanh tịnh. Nhưng mà cái nghiệp đó thì nếu có điều kiện trổ quả, nó chín mùi thì nó vẫn trổ quả. Trường hợp giới với nghiệp là nó khác nhau. Nghiệp thì nó vẫn trổ quả, nhưng mà giới mình vi phạm rồi, mình sám hối, mình thọ trì lại,
thì nó vẫn được thanh tịnh. Tu tập có thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Dạ. Thì cái sám hối ở đây đó là để làm cho tâm mình được thanh tịnh, để mình tu tập giúp chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Còn nếu mà không sám hối, không làm cho giới được thanh tịnh, là mình tu tập không có chứng đắc được thiền định hay đạo quả được. Tại vì giới là cái nền tảng cho việc tu tập phát triển về mặt tâm linh, trong đó có thiền định và đạo quả. Còn nếu mà giới không thanh tịnh rồi, nó giống như căn nhà, cái tòa nhà mà mình xây không có nền móng gì đó, nó chắc chắn sẽ bị đổ vỡ hoặc là không xây lên được. Cho nên cái sám hối đó là làm cho tâm được thanh tịnh, giúp người đó có thể tu tập chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Thiền định hay đạo quả. Thì khi mà nó thành tựu ở trong trường hợp này, tâm bất an thì đó là hối hận. Nhân cần thiết là thiện sự bị bỏ qua, bất thiện sự lại hành động. Thiện sự bị bỏ qua, bất thiện sự lại hành động. Thì đây là nhân cần thiết. Tức là thiện sự mà bỏ qua là mình cũng làm cho mình bị hối tiếc. Rồi bất thiện sự lại hành động, tức là nghiệp ác đã được làm thì cũng làm cho mình bị hối tiếc. Nhưng mà mình phân ra cho hai trường hợp cái hối ở đây. Một là hối để rồi không tiếp tục làm cái ác và tranh thủ để làm cái thiện thì hối này tốt. Còn cái hối mà cứ rai rứt ôm ấp ở trong tâm, thậm chí là sao? Sau đó lại tìm cách trả thù, buộc oan trái với chúng sanh khác, thì cái đó là không tốt. Cái hối đó là không tốt. Đây là tâm sở thứ tư ở trong nhóm tâm sở sân phần. Trong bốn tâm sở này á, giống như nói ở phần đầu lúc nãy, nó chỉ phối hợp được với hai tâm sân. Tuy nhiên ba tâm sở là tật lận hối hoặc là ganh tị, bẩn sẻn và hối hận á, nó phối hợp bất định và đi riêng. Sân thì ở trong trường hợp nào nó cũng có, nhưng mà đối với tật lận hối, tức là ganh tị, bẩn sẻn và hối hận thì nó sân từng cái. Tức là nếu mà có ganh tị thì không có bẩn sẻn, không có hối hận. Nếu mà có bẩn sẻn thì không có ganh tị, không có hối hận. Nếu mà có hối hận thì không có bẩn sẻn, không có ganh tị. Cho nên người ta gọi là phối hợp bất định mà đi riêng. Sân thì trong trường hợp nè, trong hai tâm sân thì trường hợp nào nó cũng có, nhưng mà tật lận hối thì ba tâm sở này chỉ có mặt một trong ba thôi. Nó giống như là hôm trước mà mình học về tâm sở gì ta, ngã mạn và tạc kiến. Ở trong trường hợp đó thì nó hơi khác tí, nhưng mà ngã mạn thì nó cũng bất định, nhưng mà trong trường hợp đó thì ngã mạn nó chỉ có một mình. Còn tạc lận hối thì nó có đến ba tâm sở, rồi đây là bốn tâm sở sân phần. Bây giờ chúng ta học luôn hai tâm sở hôn phần ha.
Ai tâm sở hôn phần thì dukkha là nhóm nhóm 4. Tâm sở hôn phần là những tâm sở làm cho tâm có sự chần chừ, biến nhát, uể oải, buồn ngủ thì gọi là tâm sở hôn phần. Các tâm sở nào mà làm cho tâm có sự chần chừ, biến nhát, uể oải, buồn ngủ thì tâm sở đó là tâm sở hôn phần. Như vậy trong lúc mà mình đang sinh hoạt mà mình cảm thấy uể oải, buồn ngủ, lười nhác thì lúc đó mình biết là mình đang bị tâm sở hôn phần chi phối. Cái này kỳ. Tâm sở hôn phần mình có hai thứ là hôn trầm thi ná và thủy miên là mít thác. Có hai thứ. Thứ nhất là tâm sở hôn trầm thi ná chi tác si cá. Trạng thái đó là không sốt sắng. Phần sự đó là dẹp bỏ sự tinh tấn, thành tựu là tâm lui sụp. Nhân cần thiết là không khéo tác ý. Như vậy mình để ý đó là khi mình làm công việc á, mà tâm mình lười nhác, thấy không còn sốt sắng thì mình sẽ biết ngay đó là mình đang bị tâm sở hôn trầm nó chi phối. Đang bị tâm sở hôn trầm nó chi phối. Chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới biết nó là mình đang bị cái bất thiện nó chi phối. Còn không mình cứ nghĩ là sao? Bây giờ làm mệt thì nghỉ. Cứ vậy thôi. Dạ. Yeah. Mà nếu mà chúng ta thấy cái tình trạng đó nó xảy ra, đó là nó một cái trạng thái tâm bất thiện nó đang chi phối. Tức là nó sanh từ tâm rồi sau đó nó được bộc lộ bằng thân hoặc là bằng khẩu. Rồi phần sự ở đây đó là dẹp bỏ sự tinh tấn, là đang lúc là hăng hái như vậy cái tự nhiên là không muốn làm nữa. Dạ, thì đó là phần sự của hôn trầm, thành tựu là tâm lui sụp. Nếu mà nó thành tựu, nó đủ cái yếu tố để nó sanh khởi rồi là tâm không còn muốn làm việc nữa thì đó là tâm sở hôn phần. Nhân cần thiết là không khéo tác ý. Không khéo tác ý. Tức là do mình không khéo tác ý đối với những công việc mà mình đang làm. Ví dụ như là nếu mình thấy là cái này là mình cần phải làm, giải quyết cho xong, thì lúc giờ mình sẽ làm một cách sốt sắng và cố gắng làm cho nó cho đến khi mà nó xong. Dạ. Yeah. Nó giống như là trong lúc mà các Phật tử mình học Phật Pháp như vậy, nếu mình thấy mình theo các ý thấy là cái này là mình cần phải học và nó có lợi ích cho mình ở trong đời sống thì mình sẽ cố gắng làm sao dù mình có bận như thế nào đi chăng nữa mình cũng tranh thủ mình sắp xếp thời gian để mình học, và nhờ đó mình có thêm được cái phước trí. Nhà cái tích lũy như vậy, khéo tác ý như vậy mà mình tích lũy được cái phước trí. Thì đó là hôn trầm. Thứ hai là thủy miên, mitha chitasika, trạng thái đó là không thích nghi với cảnh. Phần sự là chần đứng tư tưởng, khách quan, thành tựu là buồn ngủ, nhân cần thiết là không khéo tác ý. Không thích nghi với cảnh. Tại vì chúng ta thấy là nếu mà mình đang làm công việc mà công việc đó mà mình thích á thì chúng ta thấy là nó rất khó để buồn ngủ. Nếu mình đang say mê với công việc đó rất là khó buồn ngủ,
Sư thí dụ như là nếu mà cảm tử mình ngồi nói chuyện tám cái này về cái này về cái kia thì nhiều khi mình ngồi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mình thấy thời gian rất là nhanh. Nhưng bây giờ bắt cảm tử mình ngồi nghe thuyết pháp hoặc là ngồi thiền chỉ khoảng 15 phút, sư đi thuyết pháp nhiều kia cho cảm tử mình ngồi thiền 10 phút, có nơi là chỉ ngồi 10 phút thôi là đã có người thấy gục rồi. Có người, hoặc là 15 phút. Còn nếu mà 30 phút nữa là nhiều người gục. Là vì sao? Là vì lúc đó là cái tâm của mình nó không thích nghi đối với cảnh, là tâm sở thủy miên nó chi phối. Tâm sở thủy miên nó chi phối. Thần sự đó là chặn đứng các tư tưởng khách quan, tức là không chấp nhận cái cảnh bên ngoài vào nữa. Không có chấp nhận cảnh bên ngoài vào nữa. Thành thụ là buồn ngủ. Như vậy cho mình thấy là cái yếu tố mình buồn ngủ á, nó cũng có cái bất thiện chi phối. Mặc dù cái bất thiện này nó không đến nỗi là nó tạo cái ác nghiệp gì, nhưng mình cho mình thấy là nó có cái bất thiện chi phối, làm cho tâm buồn ngủ, thân buồn ngủ. Rồi nhân cần thiết đó là cũng là không khéo tác ý, cũng không khéo tác ý. Thì đó là nói về thủy miên. Hai tâm sở hôn trầm và thủy miên này á, thì nó khi mà nó có mặt á, là nó có mặt trong cùng một lúc. Cho nên mình mới thấy là khi mà mình bị oải á, khi mình thấy mệt mỏi á, lập tức là sao? Là buồn ngủ. Thường là hai cái này nó đi kế bên nhau. Khi mình thấy mệt mỏi á, là mình buồn ngủ. Cho nên chỉ cần mình ngủ được một giấc gì đó là mình thấy tỉnh liền. Dạ. Yeah. Ví dụ như là chúng ta thức khuya đầu đà suốt một đêm, rồi đến sáng thì chúng ta thấy mệt mỏi, rồi ngủ được cái mình đi ngủ, thì ngủ được 2-3 tiếng gì đó mình thức dậy cái em thấy khỏe. Thì cái uể oải đó là hôn trầm, rồi đưa đến cái giấc ngủ đó là thủy miên. Hai cái nó sanh khởi với nhau, cùng với nhau trong cùng một lúc làm cho mình uể oải và buồn ngủ. Yeah. Nhưng mà nó chỉ sanh khởi được trong 12 tâm bất thiện, hôn trầm thủy miên nó chỉ sanh được trong 5 tâm bất thiện mà hữu trợ. 5 tâm bất thiện hữu trợ, tức là trong đó có 4 tâm tham hữu trợ và 1 tâm sân hữu trợ, chỉ sanh được trong 5 tâm đó. Và nó cũng bất định, bất định nhưng mà nó đi chung. Bất định là tức là không phải tâm tham hữu trợ nào, tâm sân hữu trợ nào là cũng có hôn trầm thủy miên, mà nó chỉ có khi mà tâm đó là uể oải buồn ngủ. Dạ. Thí dụ như là bây giờ mình đi làm về cái mình mệt mỏi quá, cái mình uể oải, mình buồn ngủ, thì ở trong trường hợp đó là hôn trầm thủy miên nó sanh khởi ở trong tâm sân hữu trợ, trong tâm sân hữu trợ. Còn ở trong tâm tham hữu trợ, ví dụ như là thức suốt đêm đầu đà, xong cái sáng ở chùa đãi cho mọi người ăn cháo nóng, thì lúc bây giờ thân uể oải, mắt mở không nổi, nhưng mà ăn cháo nóng ngon quá, vẫn có cảm giác ăn ngon, vẫn thích. Thì ở trong trường hợp đó là hôn trầm thủy miên nó sanh khởi với tâm tham hữu trợ. Dạ. Thì chỉ trường hợp nào uể oải buồn ngủ thì cái tâm tham hữu trợ hoặc tâm sân hữu trợ đó nó mới có hôn trầm thủy miên. Còn bình thường thì chỉ là tâm tham hữu trợ hoặc là tâm sân hữu trợ thôi, không có hôn trầm thủy miên. Cho nên hôn trầm thủy miên thì nó là bất định nhưng mà nó đi chung, tức là khi có khi không, nhưng mà hãy có thì có cả hai người, có cả hai anh. Rồi nhóm thứ năm đó là tâm sở hoài nghi, vichikicca citasika. Trạng thái đó là nghi ngờ, phần sự là lung lạc niềm tin,
thành tựu là không thể quyết đoán, nhưng cần thiết đó là không khéo tắc ý. Cái nghi ngờ này mình thấy ở trong bài kinh Tâm Hoang Vu đó, tìm nghi ngờ gì? Nghi ngờ về Đức Phật, nghi ngờ về giáo pháp, nghi ngờ về chư tăng, nghi ngờ về các điều học. Ngoài ra mình còn có một số nghi ngờ khác, thí dụ như là nghi ngờ là không biết ở trong quá khứ mình sanh như thế nào, đời sống của mình ra sao, rồi nghi ngờ về cái đời sống hiện tại này mình như thế nào, rồi trong vị lai mình như thế nào, dù vậy thì đó là cái hoài nghi. Thì khi mà mình nghi ngờ là cái niềm tin của mình nó bị lung lay. Ví dụ như là các tử mình làm phước bố thí hoặc là phước trì giới mà nghi ngờ là không biết làm phước này nó có kết quả hay không, việc thực hành giới này nó có đem lại lợi lạc cho mình hay không, thì lập tức là sao? Niềm tin của mình nó không giữ vững, thì nếu mà niềm tin không giữ vững thì nó dẫn đến việc thành tựu là sao? Không thể quyết đoán, không chắc chắn, rồi nhân cần thiết cũng không theo thật ý, ở trong đời sống của mình đó là mình bị tâm sở hoài nghi chi phối cũng khá mạnh. Tức là các tử mình thấy là cái công việc gì mình làm cái làm được thời gian cái mình rút luôn. Ví dụ như là ở trong việc tu thiền, trong việc giữ giới, trong việc làm phước bố thí. Ví dụ ở trong bố thí thì mình cứ mỗi lần mình bố thí mình nghe chư tăng giảng, đó là cái phước làm phước bố thí nó sẽ giúp mình thành tựu về mặt tài sản, sinh ra trong gia đình giàu có, làm ăn dễ phát đạt về mặt tài sản. Nhưng mà mình thấy mình làm phước bố thí hoài mà làm ăn cũng không có khấm khá, thậm chí là sao, làm ăn bị lộ lạ, rồi thiếu tiền ngân hàng không có trả, thì lúc giờ sao, niềm tin trong cái việc làm phước bố thí của mình bây giờ không còn nữa. Thậm chí là sao, mình lại nghĩ đến là cúng cho chùa này không có linh, rồi bây giờ đi tìm ông thầy ông bà gì đó cúng cho nó linh, đang trở thành người giàu có. Thì như vậy niềm tin của mình nó bị lung lay. Hoặc ở trong việc giữ giới, việc giữ giới sẽ giúp cho mình, thí dụ giới không sát sanh sẽ giúp cho mình khi mình đã không đánh đập giết hại chúng sanh khác thì sẽ giúp cho mình có được sức khỏe, có được tuổi thọ dài. Nhưng mà mình giữ giới, thí dụ giữ giới từ nhỏ nhưng mà mình lại có nhiều bệnh tật, rồi mình lại thấy sao, cũng có người giữ giới rất là tốt nhưng mà tuổi thọ không bao nhiêu cũng chết. Thế là mình có nghi ngờ đến cái việc giữ giới đó. Và khi mà mình nghi ngờ á, nó dẫn đến việc thực hành là sao? Không nghiêm túc, không hết mình trong cái việc thực hành đó. Tại sao chúng ta thấy ở trong thời Đức Phật, các vị tỳ kheo mà đầy đủ cái phước báo ba la mật á, ví dụ như là trường hợp của Ngài Chắc Khúc Ba La, khi mà Ngài quyết tâm tu tập trong 3 tháng mùa mưa, Ngài chỉ sử dụng 3 oai nghi. Đó là đi, đứng và ngồi, mà không sử dụng cái oai nghi nằm. Rồi đến khi Ngài bị bệnh mắt, thầy thuốc đưa thuốc cho Ngài nhỏ mắt thì Ngài cũng không có nằm, Ngài ngồi Ngài nhỏ mắt. Thì thầy thuốc mới thỉnh Ngài nằm để nhỏ mắt để cho bệnh dễ phục hồi, thì Ngài cũng không có chấp nhận. Thì thầy thuốc mới nói đó là nếu mà Ngài không chấp nhận nằm để nhỏ thuốc thì Ngài đừng có nói là thuốc của tôi nhỏ không có hết,
Và kể từ nay thì tức là người ta cũng không có lo nữa. Thì khi mà ngài người thầy thuốc nói như vậy thì ngài về ngài mới suy nghĩ đó là bây giờ mình sẽ giữ con mắt thịt này hay là mình sẽ cố gắng nỗ lực tu tập để có được cái pháp nhãn, tức là cặp mắt trí tuệ. Thì cuối cùng ngài quyết định đó là ngài suy nghĩ đó là cái cặp mắt thịt này là mình đã giữ nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà pháp nhãn cặp mắt trí tuệ là mình chưa có được. Cho nên bây giờ mình quyết tâm cho dù con mắt thịt này nó có hư đi chăng nữa thì mình cũng cố gắng nỗ lực để đạt được cái pháp nhãn. Và nhờ vậy mà cuối cùng này nỗ lực tu tập chứng đắc được đến thánh quả A-la-hán. Và trong lúc đó cặp mắt của ngài cũng bị mù. Thì ở trong trường hợp này cho chúng ta thấy mà ngài làm được như vậy là chứng tỏ cái niềm tin đối với cái pháp hành của người ta rất là mạnh, đối với cái việc tu tập rất là mạnh, thì người ta mới có thể làm được. Hoặc là ở trong trường hợp Bà La Môn Chu Lý Cá Sa Ta Cá, mà cặp vợ chồng mà chỉ có cái tấm y tròn đó, rồi ông chồng ông đi nghe pháp, ông hoan hỷ quá, ông muốn cúng dường Đức Phật ở canh 1, canh 2, nhưng mà không cúng dường được vì chỉ cứ nghĩ đến tới người vợ đó là nếu mình cúng cái tấm y tròn này thì người vợ sẽ không có gì để mặc, cho nên không cúng được. Nhưng mà đến canh thứ 3 thì ông mới quyết định cúng. Dạ. Và do cái phước đó mà ông được Đức Vua ban mỗi một thứ như vậy là 4 cái. Nay qua trở thành người giàu có. Thì cái câu chuyện đó nếu mà các Phật tử mình suy nghĩ, mình sẽ thấy là không phải dễ mà làm được. Vì cái tài sản chỉ có cái tấm y tròn này đó thôi mà dám cúng dường. Dạ. Cái gia sản chỉ có bao nhiêu đó thôi mà dám cúng dường. Dạ. Thì mặc dù cái tấm tròn cái giá nó không bao nhiêu, nhưng mà so với cái tài sản của với ông Bà La Môn, vợ chồng Bà La Môn lúc đó là cả một gia sản, cả một gia sản, nhưng mà người ta làm được là chứng tỏ sao cái niềm tin, cái niềm tin đối việc với việc bố thí cúng dường trong việc nghe pháp từ Đức Phật là rất lớn. Cũng vậy, khi mà các thiện gia nam tử nghe pháp xong, thí dụ như ngài Ratthapala chẳng hạn, mà ngài xin gia đình đi xuất gia rồi gia đình không cho ngài bỏ ăn, với cái quyết định đó là nếu mà được đi xuất gia thì ngài sẽ sống, còn nếu mà không được xuất gia là ngài chết, chứ ngài không thèm ăn uống nữa. Và cuối cùng là gia đình phải chấp nhận cho ngài đi xuất gia. Thì ở trong trường hợp đó cũng cho chúng ta thấy là cái niềm tin đối với cái đời sống xuất gia của các thiền gia nam tử ở trong thời đó là cũng rất là mạnh. Đó là người ta sẽ nghĩ là khi mình xuất gia thì sẽ có được niềm vui hạnh phúc từ cái đời sống xuất gia đó, và nhờ đó mà người ta mới làm được. Dạ. Thì nó là liên quan đến tâm sở hoài nghi, tức là ở trong các thiền sự mà mình làm ở trong đời sống hàng ngày, nếu mà mình còn nghi ngờ thì niềm tin của mình không có mạnh được, không củng cố được. Dạ, không có củng cố được. Và từ việc nghi ngờ đó, niềm tin không củng cố được, thì việc tu tập của mình nó cũng không đem lại kết quả giống như là mình mong muốn. Hoặc là các thiền sự mà mình làm á, nó cũng đem lại kết quả rất là nhỏ. Tại làm với tâm nghi ngờ, không biết là nó có thành tựu hay không. Dạ. Thì tại vì sao? Khi mà có nghi ngờ rồi thì nó sẽ tạo điều kiện cho những tâm bất thiện khác nó sanh khởi nữa, chứ nó không phải là chỉ là nghi ngờ đó không. Tại khi mà nghi ngờ rồi sao? Thì tâm tham lập tức có thể là sanh khởi.
tâm tham tà kiến, hoặc là tâm tham tà kiến nó sẽ sanh khởi là nói gì? Bố thí không có kết quả, việc làm thiện ác không có kết quả, không có người tu tập chứng đắc được thánh quả, vân vân. Tức là nó liên quan đến khi mà có nghi ngờ rồi, nó khiến cho những cái bất thiện pháp khác nữa sanh khởi, cho nó không phải dừng lại ở đó. Dạ, giống như hôm trước mà chúng ta học về tâm si, tâm sở si. Chỉ cần có tâm sở si sanh khởi thì lập tức là sao? Lập tức là tạo điều kiện cho các tâm sở bất thiện khác sanh khởi ở trong các tâm bất thiện. Chỉ cần tâm si không biết được trạng thái thật của các pháp chân đế là lập tức là sao? Tham sân có điều kiện sanh khởi liền, hỗ trợ cho tham sân sanh khởi liền. Ví dụ như là nghe người ta chửi, nếu mà theo pháp chân đế thì đó chỉ là âm thanh. Còn tâm si thì sao? Thì nó che đậy mình cho mình thấy là sao? Người đó đang chửi mình. Dạ. Còn nếu mà trí sanh khởi thì lúc đó nó chỉ thấy là sao? Cái này chỉ là âm thanh. Nếu mà là chỉ là âm thanh thì sao? Tâm bất thiện nó có điều kiện sanh khởi. Còn nếu mà nghe là sao? Người này chửi mình thì lập tức tâm sanh khởi. Ví dụ nếu mà thấy cảnh sắc đẹp theo pháp chân đế thì đây chỉ là cảnh sắc, nó sẽ vô thường, khổ hoặc vô ngã. Còn nếu mà bị tâm si che đậy thì nó sẽ thấy là sao? Đây là người nam, đây là người nữ, đây là đẹp, đây là xấu, dù vậy dẫn đến tâm chính mạng, làm cho mình bị đau khổ nếu mà mong mỏi, ước muốn và không được nữa. Yeah. Thì đó là nó xuất phát từ si và nghi, hoặc là từ tâm sở si làm cho các bất thiện pháp khác nó sanh khởi. Yeah. Và từ đó cũng tạo ra các ác nghiệp, đưa đến cái đời sống luân hồi sanh tử. Thậm chí là sao? Các tâm này khi mà nó sanh khởi rồi, thậm chí là các tâm này nó cũng sanh khởi thúc đẩy mình tạo, đôi khi thì nó cũng giúp mình tạo các thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp đó nó vẫn đưa đến cái đời sống luân hồi, nó vẫn bị chi phối từ các tâm bất thiện. Yeah. Thì đó là tâm sở hoài nghi, và phần 14 tâm bất thiện, tức là mình có 4 tâm sở si phần, 3 tâm sở tham phần, 4 tâm sở sân phần, rồi 2 tâm sở hôn phần và tâm sở hoài nghi. Tâm sở hoài nghi này thì chỉ phối hợp được trong tâm si hoài nghi. Chỉ phối hợp được trong tâm si hoài nghi thôi. Thì đó là phần 12 tâm sở, 14 tâm sở bất thiện. Giờ buổi học này mình kết thúc ở đây. Rồi tuần tới chúng ta sẽ học tiếp theo ha. Rồi xin mời lớp nghỉ đi, mình nghỉ sớm một tí. Mời cô Phục Vy trước. Dạ, chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài vi diệu pháp về tâm sở bất thiện ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sa Kha Ya. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha phong ma tha di wa na ga ma hi thi ka bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang Akasa tha cha phong ma tha di wa na ga ma hi thi ka bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no ga ro Akasa tha cha phong ma tha di wa na ga ma hi thi ka
Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô. A ca sa tha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô. A ca sa tha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagati kale. Sathu 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 sabbe satta sukhita hon tu sabbe satta sukhita hon tu sabbe satta sukhita hon tu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Tại buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản Online vào các ngày thứ Bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Dạ, kính chúc tất cả mạnh khỏe, nhất là trong thời kỳ dịch COVID đang bùng nổ hiện nay. Dạ, kính chúc tất cả an vui và hạnh phúc. Dạ, chúng con kính chúc. Sàng thú. Dạ, con kính chúc sư buổi học hôm nay ạ.